Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh hàng bánh Nhật ạ. Hôm nay con có lấy thêm một số đồ nghề Nhật Bản ạ. Hôm nay em có lấy được một cái máy mài dao kéo mini này, và một số mẫu xẻng, mẫu cuốc, bơm xe, rồi dao cắt thuốc, mỏ nết răng của Mỹ ạ. Và một số mẫu kéo tỉa hàng rào, rồi kéo cắt tôn, ê tô, thước thủy, rồi một số mẫu kéo tỉa bonsai. Và hôm nay thì em có lấy được một cây rìu mặt trăng rất là đẹp nha các bác, và một cái lưỡi rìu Mỹ nữa, và thêm một số mã dao nữa. Mã đầu tiên hôm nay là mã E. Mã đầu tiên nó là mã M1. M1 nó là một cái máy mài mini. Máy mài này thì nó có điều tốc này các bác. Đây, nó có cái công tắc tắt mở ở đây ạ. Đây, em đã cắm điện sẵn rồi nha các bác, để em bật công tắc lên. Đó, máy chạy rất là khỏe luôn ạ. Đấy, rất là khỏe và tiếng của nó cũng rất là êm. Cái này thì nó của hãng là Power Solic. Và đây nó còn nguyên tem mác. Điện của nó 110, công suất là 100W ạ. Công suất 100W. Đấy, tem mác thì còn nguyên. Và máy thì cũng còn đẹp gần như mới ạ. Nó không lớp sơn mạ bên ngoài còn nguyên này. Có công tắc tắt mở đấy ạ. Mình có thể điều chỉnh tốc độ được này các bác. Đó. Nó quay nhanh hay quay chậm thì mình chỉ cần vặn cái nút này là được này các bác này. Đó. Cái máy này thì nó đã gắn sẵn một viên đá rồi. Đá cũng còn mới này các bác. Đá mài này, và một bên là một cái bánh nỉ. Cái máy này thì nó ngang thì nó được là khoảng 21cm, và nó cao tầm 15cm ạ. Cái này thì các bác mua về mài dao, mài kéo, hoặc là mình mài những cái đồ nghề các loại nhỏ nhỏ thì nó rất là tiện nha bác, rất là tiện lợi luôn. Cái M1 này thì nó là 900k. Cái mã số tiếp theo, mã E2. Mã số tiếp theo E2 nó là một cái cây cuốc của Nhật. Cây cuốc này thì nó có lưỡi, chiều dài lưỡi là được 14cm, và ngang của nó thì bản rộng là 10,5cm. Cuốc này thì lưỡi nó cũng dày 5 ly, rất là dày dặn thôi. Và lưỡi cuốc thì cũng còn mới, còn nguyên lớp sơn mạ này các bác. Gần như là chưa xài, người ta chưa xài luôn ạ. Cái phần cán của nó đấy, cán nó dài tầm 1m, cán nó cũng còn đẹp và chắc chắn. Trên cán thì có đấy 900mm, nó là 90cm. Trên này thì nó có logo hãng Senkichi này. Còn ở đây thì có tem mác chữ Nhật ạ. Tem mác chữ Nhật. Cái E2 này, cây cuốc này nó là 200.000 E2 ạ. Mã số tiếp theo là E3. Một cái cây xẻng nhỏ. Cái này thì chiều dài lưỡi là được khoảng 23cm. Bề ngang lưỡi của nó được 17,5 ạ. 17,5. Cái này thì bề mặt của nó thì còn nguyên lớp sơn mạ. Nó có bám rỉ một vài vết nhỏ trên bề mặt ạ. Mặt trước, mặt sau này nó hàng mới gần như là chưa xài, nhưng mà do để ngoài bãi nên nó có một vài vết bám rỉ trên bề mặt, lớp sơn mạ còn nguyên. Cái này thì cái phần đuôi cán cũng còn đẹp này quá. Cái cán thì do cái vật khác nó đè nặng, nó đè lên nên nó bị gãy rồi nha bác. Về các bác lấy lưỡi với lại lấy cái đuôi này, các bác đóng cái cán mới vào để dài ạ. Cái E8 này thì nó là 180.000, cán hư rồi nha các bác, em bán giá lưỡi thôi. Và cái các bác lấy được cái đuôi cán này nữa này, và cái lưỡi để mình đóng cán mới mình xài thì E8 nó là E3 năm 180 ạ. Mã số tiếp theo mã E4 ạ. E4 là một cái cây xẻng nhôm, xẻng vuông lưỡi bằng nhôm. Cái này thì chiều dài lưỡi được 30cm. Bề ngang lưỡi xẻng thì nó được là ngang được là 25cm. Lưỡi xẻng, cây xẻng nhôm này thì nó của hãng con chuồn chuồn nha các bác. Hãng cũng rất là nổi tiếng bên Nhật ạ. Đây có logo hình con chuồn chuồn dập trên cái lưỡi xẻng này. Lưỡi thì còn mới còn đẹp, hàng gần như là chưa xài ạ. Chưa xài nhưng mà do để ngoài bãi tồn kho lâu ngày nên nó cũng không còn được mới tinh như lúc mới sản xuất nữa rồi ạ. Đây cái tem còn nguyên, có logo hình con chuồn chuồn ạ. Cái F4 này thì nó là 400.000, F4 400. Mã số tiếp theo E5. Nó là một cái cây bơm xe. Cái bơm xe này thì bề ngoài thì nhìn chung thì cũng còn tương đối là đẹp này các bác. Nhìn chung cũng tương đối là đẹp ạ. Đấy, lớp sơn mạ còn nguyên và tem mác chữ Nhật còn nguyên gì ạ.
Và cái bơm này thì cái dây hơi nó cũng còn lành lặn, nó không có bị trầy xước hoặc là bị rách, bị hở. Cái này thì em đã test thử rồi, bơm hơi ra rất là mạnh luôn ạ. Đó, hơi ra rất là mạnh. Đây nó cái đầu kẹp để bơm xe nó là kẹp chữ A này các bác, kẹp chữ A. Cái này nó là E5 thì nó là 200 ngàn, E5 200. Mã số tiếp theo mã E6 ạ. Mã số tiếp theo E6. E6 nó là một cái cây thước lá 1 mét. Cây thước này thì nó của hãng là Yamazo, Yamazo có dấu nội địa Nhật. Thước nhìn chung thì nó cũng còn đẹp gần như mới ạ. Thông số thì người ta có khắc CNC nên là nó không có bị bay mực hoặc là nó bị phai đi được nha các bác. Và đây nó còn nguyên si lớp mạ sơn này, và trên đấy trên cây thước thì người ta cũng có dập chữ Made in Japan ạ. Mặt sau thì nó người ta cũng có dập rất là nhiều cái thông số kỹ thuật, không biết là nó chỉ thông số gì ạ, em không rõ. Cái này các bác làm thợ chắc các bác biết thôi ạ. Cái này nó là E6 là 270 ạ, E6 270. Mã số tiếp theo là E7 ạ. E7 là một cái cây dao cắt thuốc. Chiều dài lưỡi được 30 cm, và về ngang lưỡi thì được là khoảng 11 cm, 11 cm. Cây này thì lưỡi dao cắt thuốc này nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà lưỡi thì vẫn còn rất là bén nhá, nó còn bén và nó cũng không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Lưỡi còn rất là nhiều, gần như không bị mài mòn. Các bác mua về để cắt thuốc nam cũng được này. Nó chỉ không đẹp lắm thôi, cán thì còn chắc chắn ạ. Này E7 nó là 350 ngàn, E7 350 ngàn. Mã số tiếp theo là mã E8 ạ. E8 nó là một cái mỏ nết răng, nó của Mỹ. Mỏ nết răng này thì hãng của nó là hãng Ripkit, Ripkit của Mỹ. Cái mỏ nết răng này thì nó dài được là 60 cm, size 60. Cán của thân cán của nó thì làm bằng nhôm, còn rất là đẹp luôn này các bác. Ở bên này thì nó có dập một dòng chữ tiếng Anh và ở phần đuôi thì có chữ USA. Hãng Ripkit là hãng của Mỹ rồi, chuyên sản xuất đồ nghề ạ. Chuyên sản xuất đồ nghề. Cái mã số này, đây cái phần răng của nó thì còn sắc bén nhé, nó không có bị trầy trượt hoặc sứt mẻ gì hết ạ. Đó. Cái này nó là E8 là 650 ngàn. Mã số tiếp theo mã E9 ạ. Cũng một cây mỏ nết răng, cây này thì nó của Tây Ban Nha nha bác. Cái này là size 450, size 450. Hãng của nó là Super Ego ạ. Đây, Made in Spain có nghĩa là sản xuất tại Tây Ban Nha đấy. Các bác có thể lên Google các bác tra là người ta dịch ra là Made in Spain là của Tây Ban Nha. Cái này thì còn cũng còn tương đối là mới và đẹp này các bác. Lớp sơn mạ còn nguyên si này, nó chỉ bị cháy xước sơ dơ một vài vết nhỏ ở những cái góc cạnh thôi ạ. Cái phần răng của nó người ta gần như là cũng chưa xài nên nó còn rất là sắc bén, nó không có bị trầy trượt gì hết ạ. Người ta mới xài lướt thôi ạ. Cái này thì các bác có thể mua về xài hoặc là mua về sưu tầm được này. Cái hàng của Tây Ban Nha thì cũng thấy khá hiếm gặp đấy ạ. Cây mỏ lết khá hiếm gặp. E9 cây này nó là 500. Mà số tiếp theo E10 là một cái cây mỏ lết răng của Mỹ. Cái này chiều dài được 30 cm ạ. Nó cũng của hãng Ripkit Mỹ. Cái phần răng thì còn sắc bén nha các bác. Đây, răng còn sắc bén, nó không có bị trầy trượt gì ạ. Này em kiểm tra trước lúc mua em đã kiểm tra tương đối là kỹ rồi. Đây, ở bên mặt bên này thì cũng có dập một dòng chữ tiếng Anh và ở phần đuôi thì có chữ USA, USA. Mỏ nết răng của Mỹ E10 này nó là 250 ngàn. Mã số tiếp theo mã E11. E11 là một cái kéo thì hàng rào của hãng ARF. Cái này thì nó có chiều dài được khoảng 63 cm, 63 cm. Cán thì được làm bằng nhôm ạ. Cái phần tay cầm thì người ta ốp nhựa bên ngoài, nhựa cứng ạ. Nó cũng còn lành lặn, không có bị cong vênh móp méo hoặc là sứt mẻ gì hết ạ. Hãng ARF. Cái phần lưỡi cắt đây, lưỡi cắt thì bề mặt thì lưỡi còn sắc bén, không có bị gam mẻ gì hết ạ. Trên bề mặt thì cũng còn tương đối là đẹp, không cũng gần như không bị rỉ sét gì ạ. ARS Made in Japan. Đó, cây kéo này là E11 nó là 260 ngàn. E11 ạ. Số tiếp theo E12 là một cái cây kéo tỉa hàng rào cán lùn. Cái này chiều dài được là 50 cm. Cái phần cán thì là cán gỗ. Cán gỗ nó cũng còn tương đối là mới và đẹp ạ. Cán gỗ thì cái phần cán nó dài được khoảng 23 cm.
Ở trên cán thì nó có một cái tem mác mà chữ là tiếng Anh nhé bác. Cái này chắc là hàng của châu Âu đấy, hàng châu Âu chứ không phải hàng của Nhật. Thấy có chữ tiếng Anh đấy ạ. Đó, và còn cái phần lưỡi đây. Lưỡi của nó thì lưỡi bén của nó dài được tầm 19 cm. Lưỡi thì còn đẹp, bề mặt không gì xét gì hết ạ. À, lưỡi còn sắc bén ạ. Lưỡi còn sắc bén, không gam mẻ gì ạ. Cái này M12 nó là 250 ngàn. Và số tiếp theo mã M13. M13 là một cái cây kéo cắt cành trên cao. Cái này thì chiều dài của nó được là 60 cm, cán bằng cán gỗ. Trên cán thì có tem mác nhưng mà nó mờ logo, mờ chữ rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà cán thì cũng còn tương đối là đẹp và chắc chắn, không trơn lắp gì ạ. Còn cái phần lưỡi kéo đấy, bề mặt lưỡi thì cũng còn đẹp nguyên, không có vết rỉ sét gì hết. Đấy, hai mặt đều đẹp ạ. Và cái phần lưỡi cắt của nó thì cũng còn sắc bén và nó cũng không có gam mẻ gì đâu ạ. Cái này nó là E13, nó là 300 ngàn. Đến mã số tiếp theo mã E14 ạ. Số tiếp theo mã E14 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cây này là size 350 ạ. Cái phần tay cầm thì người ta có bọc nhựa cứng bên ngoài và nó có răng vân chống trượt này. Và phần cán của nó thì lớp sơn mạ còn nguyên, nó chỉ bị trầy xước sơ sơ một vài vết thôi ạ. Còn phần lưỡi đây, bề mặt lưỡi cũng còn tương đối là đẹp. Cái lưỡi cắt của nó thì còn khít và nó không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Cũng còn sắc bén đấy ạ. Cắt thép kẽm rất là ngọt luôn ạ. Của hãng MCC, cây này thì nó cắt được cáp là 6 mm, cắt cáp 6 mm. E14 cây này 250 ngàn. Mã số tiếp theo E15 ạ. E15 là một cái cây kéo cắt tôn của Mỹ. Cây này chiều dài cây kéo là được 32 cm. Cây này kéo cắt tôn của Mỹ làm bằng thép đúc nha các bác. Thép đúc rất là đẹp luôn. Cây này thì kéo còn tương đối là đẹp đấy ạ. Bề mặt thì không có vết rỉ sét gì hết ạ. Ở trên cán kéo thì người ta có dập chữ Forget USA, Forget USA. Hai mặt đều, hai mặt hai bên cán đều dập chữ Forget USA. Còn cái phần lưỡi cắt đây các bác. Bề mặt thì thép thì còn sáng và không có vết rỉ sét gì hết ạ. Lưỡi cắt thì cũng còn sắc bén và nó không gam mẻ gì hết. Lưỡi cắt của nó cũng khá là dày đấy ạ. Nó dày khoảng được 7 ly đó, 7 ly. Cây này thì mình có thể các bác có mua về cắt được miếng tôn dày hoặc là dày một chút cũng được vậy ạ. E15 cây này 350 ngàn. Mã số tiếp theo E16. Cũng một cây kéo cắt tôn size lớn của Nhật. Cây này chiều dài cây kéo là 53 cm, cũng là kéo cắt tôn đúc. Kéo rất là dài to nữa. Lưỡi thì được đúc liền nguyên khối với lại cán. Và cái phần lưỡi của nó cũng rất là dày luôn các bác, nó dày khoảng 1 cm, dày tầm 1 cm. Lưỡi là người ta ghép thép ghép hai lớp, hai lớp. Cái phần cán với lại cán là người ta làm thép riêng, còn lưỡi phần lưỡi cắt thì người ta ghép thép riêng cho nó sắc bén đấy ạ. Lưỡi thì không gam mẻ gì hết, còn sắc bén ạ. Và bề mặt cán với lưỡi thì còn thép còn sáng, không có rỉ sét gì đâu ạ. Trên cán thì người ta có dập chữ Nhật trên đó đấy. Này E16 350 ngàn. Cái mã số tiếp theo E17 ạ. Là một cây cây Eto kẹp bàn. Cây này thì nó của hãng là Topman. Topman tem mác còn nguyên ạ. Size của nó là 75 mm, miệng rộng là 7,5 cm đấy ạ. Đấy, cái phần miệng của nó thì nó còn thẳng tắp nha các bác, không nó không có bị sứt mẻ hoặc là bị trầy trượt gì hết ạ. Đó. Bề mặt thì cũng còn nguyên lớp sơn mạ, nó chỉ bị trầy xước sơ sơ ở những cái góc cạnh thì nó là rất là dễ bị trầy xước do nó va quệt và những cái đồ khác nên nó trầy xước ạ. Còn ngoài ra thì lớp sơn mạ gần như cũng còn nguyên ạ, tem mác còn nguyên ạ. Cái này E3, E17 nó là 330. Mã số tiếp theo mã E18 là một cái cây Eto kẹp bàn của hãng Aeron. Cái này thì tem mác còn nguyên ạ, trên tem mác có hãng này các bác, Aeron chữ Nhật. Cây này thì cái phần miệng của nó cũng rộng là 7,5 cm và miệng của nó cũng còn đẹp nha các bác. Hai bên miệng thì còn thẳng tắp, nó không có vết chảy vết trượt hoặc là nó không bị sứt mẻ gì hết ạ. Lớp sơn mạ ở bên ngoài cũng còn, nó chỉ bị bong tróc sơ sơ một chút thôi ạ. Và ở cái phần miệng kẹp thì người ta cũng có dập chữ Made in Japan dập nổi trên cây Eto luôn ạ. Đó.
Thế tô này nó là M18, nó là 450 ngàn, M18 450 ngàn. Mã số tiếp theo là M19, là một cái cây kìm chết, bấm chết kẹp hàn. Cái này chiều dài được 20 cm và miệng của nó rộng là được là 8 cm, miệng rộng 8 cm. Và cái này thì kìm bấm còn mới tinh luôn, chưa qua sử dụng ạ. Còn mới chưa qua sử dụng. Đấy, tem mác còn nguyên này các bác. Tem mác nó cuốn ở trên cái cây kìm còn nguyên si ạ, tem mác chữ nhật. Size 20, 20 mm ạ. M19 250 ngàn ạ. Đến mã số tiếp theo, mã E20 ạ. Mã E20 nó là một cái bộ tô vít của hãng Vercel. Đây, nó cái bộ tô vít này thì đựng ở trong một cái hộp bằng nhựa ạ. Và bên ngoài thì có logo hãng Vercel. Vercel. Bên trong thì nó gồm có tổng cộng là gồm có 8 cái đầu vít khác nhau, nó gồm 3 đầu cộng và 3 đầu trừ. 3 đầu cộng, 3 đầu trừ, nó có một cái đầu nhọn này các bác và một đầu chữ V để mình có thể nhổ được những cái con ốc hoặc là những cái đinh nhỏ. Đây, nó có một cái phần tay cầm để lối các đầu vít này. Đấy, khi mình sử dụng đầu vít nào mình lối này, mình vừa cầm được, với lại nó dài ra mình vặn mình xoáy nó dễ này. Bộ tô vít Vercel này thì E20 có giá là 230, E20 230. Mã số tiếp theo, mã E21. E21 nó là một cái cây đục nhỏ. Cây này thì các bác có thể mua về mình đục bê tông hoặc là đục sắt, mình chặt sắt cũng được nha các bác. Chiều dài của nó là được 10,5. Chiều ngang lưỡi thì là được 7 cm, ngang lưỡi 7 cm. Cái cây này thì nó cũng còn mới đấy, do người ta không sử dụng, để ngoài bãi rồi nó bị trầy xước sơ sơ trên bề mặt thôi ạ. Có tem mác này của Checkmark sản xuất ạ, tem mác Checkmark. Đây, cái đầu đóng này, cái này người ta chưa sử dụng nên cái đầu đóng nó còn nguyên lớp sơn mạ, nó không bị trầy chuột gì hết ạ. Cái phần lưỡi cũng còn đẹp ạ. Này, các bác có thể mua về đục bê tông hoặc là mình mua về mình chặt sắt cũng được này các bác. Mua về chặt sắt cũng được, chặt sắt thép kẽm cũng được ạ. E21 cái này 100 trên cây đục này thì người ta có dập chữ Japan và dập chữ Nhật dầm nổi ạ. E21 100. Mã số tiếp theo E22 là một cái cây kìm điện đa năng. Cây này chiều dài cây kìm thì nó được là 22 cm, tay cầm thì có bọc một lớp cao su màu trắng và màu màu xám và màu đen ạ. Màu xám màu đen. Đây, nó có cái miệng kẹp răng dày ở bên trong, ở bên ngoài thì nó có một cái lỗ để mình có thể kẹp đinh hoặc là mình có thể kẹp kẽm, mình uốn kẽm uốn thép được nha các bác. Và bên trong là có một cái phần lưỡi cắt dây điện, ở giữa kìm thì có phần bấm cốt và ở cuối thì có 5 cái lỗ để mình tuốt dây điện từ dây nhỏ đến dây lớn ạ. Và người ta có làm thêm một cái lò xo, nó để tự động đẩy lưỡi kìm ra, khi mình bấm xong rồi mình nhả tay ra thì cái miệng kìm nó sẽ tự động mở ra. Cái này E22 là 180 á. Mã số tiếp theo là E23. Mã số tiếp theo là E23, nó là một cái cây mỏ lết của Mỹ. Cái mỏ lết này nó là size 8 inch, chiều dài của nó là được 20 cm ạ. Đây, trên cây mỏ lết người ta có dập lỗi chữ Pat Inueta, Pat Inueta. Bên này thì dập chữ GH William này, GH William. Đó, hàng của Mỹ. Cây này thì người ta làm bằng thép đen. Cái này thì mỏ lết này thì còn gần như là mới, chưa xài nha các bác. Miệng nó không chảy trượt gì hết ạ. Và còn nguyên lớp ram mạ màu đen bên ngoài này. Đấy, cái miệng của nó đây em xoáy vào cực kỳ khít luôn ạ. Không hở một tí nào. Và cái miệng nó cũng, cái độ rơ nát của nó rất là ít, không rơ nát nhiều. Cái này E23 nó là 200. Mã số tiếp theo E24 ạ. Là một cái cây cưa gấp cán gỗ ạ. Cây cưa gấp này thì nó có tổng chiều dài cả cán nữa là 48 cm, cán bằng gỗ còn rất là đẹp luôn ạ. Trên cán có tem mác, còn cán còn mới này. Còn cái lưỡi cưa thì nó dài được 21 cm. Trên bề mặt lưỡi thì nó không rỉnh xẹp gì đâu ạ. Cái này là những cái vết ố do người ta đã cưa, người ta cắt cành cây mà cái nhựa cây nó dính vào nên nó ố trên bề mặt thôi ạ. Cái này các bác về các bác có thể tẩy đi là nó cũng sạch được ạ.
Còn cái phần răng của nó thì còn rất là sắc bén luôn, người ta mới sử dụng sơ qua nên răng còn cực kỳ sắc bén. Và nó không có bị cong vênh hoặc là sứt mẻ răng nào đó, em đã kiểm tra kỹ rồi. E24 130. Mã số tiếp theo E25. Nó là một cái cây thước thủy. Cây thước này thì nó có chiều dài được là 40 cm, chiều dài 40 cm ạ. Thước thủy này thì nó có gồm có 6 cái đấy. 6 cái đồng hồ nước nó dọc và một cái đồng hồ nước ở giữa là cân nước ngang, 6 dọc và một ngang. Đây, rất là nhiều đồng hồ cân nước luôn ạ. Nhiều đồng hồ như này thì khi mình cân chỉnh thì nó rất là chính, độ chính xác rất là cao luôn ạ. Ở mặt ở bên hông của nó người ta có dập chữ nhật ạ. Cây thước bằng nhôm còn rất là đẹp luôn, gần như mới. Có hãng này các bác. Takara Soji ạ. Cây thước E25 này 170 ạ. Cái mã số tiếp theo E26 ạ. E26 là một cái cây bào gỗ. Cái này thì nó có chiều dài là 26 cm, chiều ngang cây bào được 7,5 và độ dày cây bào thì nó dày là 3,5 cm, 3,5 cm. Bào làm bằng gỗ, nó còn gỗ còn tương đối là đẹp nha các bác. Trên mặt cây bào thì còn nguyên tem mác ạ. Và cái phần lưỡi bào ấy, lưỡi cũng đẹp và người ta cũng dập chữ nhật rất là nhiều trên bề mặt lưỡi, và bề mặt lưỡi không gì xe gì hết ạ. Cái lưỡi bào này thì về các bác sử dụng thì các bác tháo ra, các bác mài bén lại nhé, mài bén lại để các bác sử dụng thôi ạ. E26 200 ngàn. Mã số tiếp theo E27 là một cái cây kéo cắt tôn của hãng Mitsubishi. Cái này thì chiều dài cây kéo là 25 cm, cái phần tay cầm thì người ta có bọc cao su bên ngoài, nó cũng còn lành nặng, không có bị rách tên nào đâu đấy, còn lành nặng nguyên ạ. Và lưỡi kéo đây, lưỡi thì còn sắc bén, cậu cũng không gì xe gì hết và không sứt mẻ gì ạ. Trên cán của cây kéo thì có logo của hãng Mitsubishi và người ta có dập chữ nhật trên cán kéo ạ, có lò xo này và có một cái chốt cài ở giữa cây kéo, lò xo tự động đẩy lưỡi kéo ra và có một cái chốt cài ở giữa kéo ạ. Cây kéo này E27 nó là 220. Mã số tiếp theo là một E28, là một cái cây kéo tỉa đúc. Cây kéo tỉa đúc này thì nó có chiều dài là được 20 cm, chiều dài 20 cm. Đây, kéo tỉa đúc lưỡi của nó thì cái sống lưỡi thì nó hình tam giác này, hai bên lưỡi, và lưỡi thì còn sắc bén và nó cũng không gam mẻ gì hết nha các bác. Lưỡi gần như không gam mẻ, nói chung là nó chỉ sắc bén tương đối thôi. Nếu các bác về muốn sắc bén hẳn thì các bác phải mài sơn lại. Cái này thì em chỉ có vệ sinh thôi, em không có mài thêm. Có cái con ong chôn mình có thể tháo rời kéo ra để mình vệ sinh mài bén được ạ. Nó so còn ở phần đuôi thì cái chốt cài thì nó không còn nữa, các bác về các bác chế lại, sửa lại cái chốt cài mới ạ. Cái này E28 nó là 300 ngàn, 300. Và số tiếp theo E29, nó là một cái cây kìm bấm, kìm cắt kẽm bonsai. Cây này chiều dài được 20 cm ạ, 20 cm. Cái phần lưỡi cắt của nó thì còn sắc bén và còn đẹp nhưng mà còn rất là khít, nó không có bị sứt mẻ hoặc là bị hở lưỡi đâu, nó còn đẹp nguyên lưỡi cắt đấy ạ. Cái này thì các bác chơi bonsai thì mua về để chuyên cắt kẽm này, cắt kẽm bonsai. Cái phần đuôi cán thì nó người ta uốn cong, nó nhìn nó tương đối là đẹp luôn ạ. E29 nó là 320. Và số tiếp theo E30. E30 nó là một cái cây kéo cắt vải của Đức ạ. Cái này chiều dài của nó là 26,5 cm. Kéo cắt vải của châu Âu thì nhìn dáng nó cũng khác so với kéo cắt vải của Nhật nha các bác. Thường là của Đức với Mỹ thì nó sẽ làm theo dáng kéo này này. Ở đây thì nó có một cái logo hình chữ S, bên trong thì có chữ tiếng Anh ạ. Chữ tiếng Anh bên trong. Còn mặt bên này thì nó cũng có dập hãng mà người ta dập chữ nhỏ. Ở dưới này thì có chữ slogan. Slogan mà đây nhìn nó không được là sắc nét lắm, slogan nhìn chữ gần gen ở đằng ở đuôi là rõ này. Đấy, slogan ạ. Cái phần lưỡi này thì người ta làm bằng thép
Cái này thép của Đức thì em không rõ nhé, nhưng mà giống dòng thép đen, dòng thép đúc, kéo làm bằng thép đúc. Lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì hết ạ, gam mẻ gì hết ạ. Cái kéo E30 này thì nó có giá là 350 ngàn, E30. Bề mặt thì không rỉ sét gì đâu, này, còn đẹp nguyên. Mà số tiếp theo E31. E31 nó là một cái cây kéo cắt vải bằng đồng, à cán đồng, cán đồng. Cái này chiều dài cây kéo là 23,5 cm, cán được làm bằng đồng thau còn rất là đẹp luôn ạ. Cái kéo này thì con ốc chốt cũng được làm bằng đồng thau luôn, và cái phần lưỡi cắt đây, lưỡi thì còn sắc bén và lưỡi thì không có bị sứt mẻ hoặc rỉ sét gì đâu ạ. Đó, thế thép ghép hai lớp. Cái phần lưỡi bén người ta ghép bằng thép thép carbon này, còn ở bên trong là thép mềm, thép thường thôi. Còn cái lưỡi bén này người ta thép ghép ạ, ghép thép carbon nên nó rất là sắc bén. E31 cây này 270 ạ. Mã số tiếp theo mã E32. E32 là một cái cây kéo cắt cành của Thụy Sĩ. Cái này nó có chiều dài là được 21 cm, chiều dài 21 cm. Đấy, cán thì được làm bằng nhôm và người ta uốn cái dáng uốn cong gù gù rất là đẹp luôn này các bác. Họ lò xo còn này, chốt cả cũng còn này. Còn cái phần lưỡi thì được làm bằng thép carbon, thép đen. Nói chung là những cái dòng kéo của ấy thì làm tên thép thì em không rõ nhé. Em thấy thép nó giống như thép đen của Nhật ấy. Thép carbon của Nhật. Đây cái phần lưỡi cắt đấy ạ, nó còn sắc bén và không gam mẻ gì hết ạ. Bề mặt lưỡi không có rỉ sét gì đâu ạ. Ở trên phần cán kéo thì nó có chốt cài này, lò xo còn nguyên. Trên phần cán kéo thì nó có dập hãng là Felco, hãng Felco Swissmake. Felco Swissmake, cây này về E32 nó là 320, 320. Mã số tiếp theo E33 là một cái cây kéo cắt cành đúc. Cái này chiều dài được 18 cm, chiều dài 18 cm. Đây lưỡi thì được làm bằng thép ghép hai lớp và trên bề mặt lưỡi người ta dập chữ nhật, có ba chữ nhật rất là đẹp luôn. Hai mặt thì kéo thì cũng còn đẹp, không rỉ sét gì hết. Lò xo còn này, cái chốt cài bằng da nó bị đứt rồi, về các bác sửa chế lại chốt cài thôi ạ. Cái này E33 nó là 270. Mã số tiếp theo E34 là một cái cây kéo cắt cành đúc đuôi cong. Cái này chiều dài là 20 cm. Cái này thì cái phần đuôi người ta uốn cong dáng cũng tương đối là đẹp đấy ạ. Đó, còn lưỡi cắt đây, lưỡi thì còn nguyên zin và đầy đặn, lưỡi còn sắc bén, không có bị gam mẻ hoặc rỉ sét gì ạ. Hai mặt lưỡi đấy, các bác về sử dụng thì mình có thể, các bác có thời gian thì các bác mài sơ, liếc sơ qua là lưỡi nó bén, là các bác cắt là cành là rất là ngọt rồi. Trên bề mặt lưỡi kéo thì người ta cũng có dập chìm hai chữ nhật ạ. Kéo đẹp không rỉ sét gì luôn ạ. E34 350 ngàn. Mã số tiếp theo E35 cũng một cái cây kéo cắt cành đúc đuôi cong tương tự. Cái này đuôi cũng được uốn cong này, có chốt cài bằng thép. Kéo có chốt cài bằng thép này thì nó rất là bền nhé. Da thì thường là một thời gian nó sẽ bị mủn, da nó đứt. Còn bằng thép này thì nó xài cực kỳ bền luôn, rất là khó hỏng. Lò xo còn này, lưỡi thì còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn và lưỡi còn đẹp, bề mặt không rỉ sét gì hết ạ. Trên bề mặt lưỡi người ta cũng có dập hai cái chữ nhật trên lưỡi ạ. Phần cán ấy đẹp hết. E39 cây này cũng là 350 ngàn. Đến mã số tiếp theo E40 là một cái cây cào rễ bonsai. Cái này nó có chiều dài được là 23,5 cm. Nó làm bằng thép trắng không rỉ nha các bác. Ở mặt bên này thì nó có dập chữ Snetel này, thép không rỉ, và nó có ba cái tăng cào, ba tăng cào, cào rễ bonsai. Ở mặt bên này thì người ta có dập hoa văn giống hình hoa hồng ạ, hoa văn hình hoa hồng, và cũng có dập chìm chữ nhật trên cái cây cào rễ này. Cây cào rễ còn cũng tương đối là đẹp ạ. E40 130. Mã số tiếp theo E41 là một cái cây đánh vảy cá bằng đồng. Cái này chiều dài nó là được 20 cm, cán bằng cán gỗ và cái lưỡi đánh vảy thì người ta làm bằng đồng thau. Cái này thì thường là những cái đồ mà đánh vảy cá này thì
đa số là xài ở những cái môi trường tiếp xúc với nước nhiều nên người ta làm bằng đồng thì nó không bị rỉ sét, không bị rỉ sét ạ, và là xài rất là bền luôn này các bác. Ví dụ như các bác mang đi biển ấy, thì muối nước biển nó có muối thì nếu mà dùng nó đánh vảy bằng thép thì nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ rỉ sét, còn bằng đồng thì không ạ. Bằng đồng đây nó có bốn hàng răng này để mình cạo vảy đánh vảy. E41 nó là 150.000. Mã số tiếp theo E42. E42 nó là một cái lưỡi dao cắt thuốc. Lưỡi dao này thì nó dài được là 35,5 cm. Bản của nó rộng 12 cm và độ dày lưỡi nó dày được khoảng 3 ly, dày 3 ly. Cái này lưỡi này thì còn mới nha các bác. Lưỡi còn mới đấy ạ. Nhưng mà do người ta không sử dụng nữa, lâu ngày nó dính nước mưa hoặc ấy hoặc là nước nên nó bị oxy hóa, nó có rỉ trên bề mặt một tí đấy ạ. Nhưng mà mình mài lưỡi thì cũng rất là bén, không có vấn đề gì ạ. Các bác có thể mua về để mình chế thành cây dao, hoặc là bác nào đang xài dao cắt thuốc mà nó bị mòn lưỡi hoặc là bị sứt mẻ nhiều rồi thì các bác có thể mua về để mình thay lắp vào cái cây dao cắt thuốc của nhà mình cũng được ạ, hoặc mình chế dao cũng được. Cái lưỡi dao cắt thuốc thì thép nó rất là bén luôn nha bác, xài cực kỳ bén luôn. Người ta sản xuất để cắt thuốc nam thì nó phải bén thì mới cắt được, chứ không bén lắm thì cắt nó không được, không được đâu ạ. E42 nó là 250.000. Mã số tiếp theo E43 là một cái cây rìu mặt trăng. Cái này thì chiều dài lưỡi nó được tầm khoảng chiều dài lưỡi là 14 cm, bản rộng tầm 6 cm, bản rộng 6 cm. Đây, cái này bề mặt thì hai mặt còn rất là đẹp nha các bác, bề mặt còn láng láng bóng sáng mịn này, và mặt bên này cũng thế. Cái rìu này thì nó làm ba lớp thép, lõi thép giấy xanh ạ. Ở trên mặt bề mặt cái rìu thì có chữ giấy xanh, và ở dưới này thì có người ta có khắc chữ hai cái chữ thủ công nha các bác. Nhìn nó đây, hai chữ thủ công đó. Cái rìu còn rất là đẹp luôn, cán cũng còn đẹp ạ, và rất là chắc chắn đó. Trên cán thì cũng có người ta cũng có dập ba cái chữ nhật này. E43. Mã số tiếp theo E44, nó là một cái lưỡi rìu của Mỹ. Lưỡi rìu này thì nó có chiều dài là 15 cm, bề ngang lưỡi thì nó rộng được là khoảng 9 cm, bề ngang lưỡi rộng 9 cm. Cái này thì em lấy ngoài bãi về chưa có vệ sinh gì hết nha các bác, nhưng mà nhìn chung là bề bác nào thích mua về thì tự vệ sinh lại hoặc đóng cán lại cho nó theo cái ý của mình cho nó đẹp nhé. Đó, nhưng mà bề mặt này nó cũng không có bị rỉ sét gì hết ạ, nó chỉ bị rỉ sơ sơ trên bề mặt do chưa vệ sinh thôi, chưa vệ sinh nên thì nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, ở mặt bên này thì có một cái logo hình bầu dục, bên trong có chữ Chu American. Mặt bên này thì cũng có hai dòng chữ tiếng Anh này, hai dòng chữ tiếng Anh. Đó. Cái lưỡi rìu Mỹ này thì nó có trọng lượng được là khoảng 970 gram, là xấp xỉ 1 kg đấy ạ, 970 gram. Đây, E44 ạ. Và số tiếp theo E45, nó là một cái lưỡi rìu chữ L của Nhật. Lưỡi này thì nó có chiều dài 13,5 cm, chiều ngang lưỡi nó được là 10,5 cm, 10,5 cm ạ. Đây. Bề mặt lưỡi thì cũng không có rỉ sét gì, hai mặt cũng còn tương đối là đẹp ạ. Và trên bề mặt lưỡi thì người ta có dập chữ dập mộc rất là sâu đậm này. Đó, một cái mộc dập chìm xuống cái lưỡi rìu luôn ạ. Lưỡi ba lớp thép. E45 là 350.000. Mã số tiếp theo E46 là một cái cây rìu bổ củi. Cây này chiều dài lưỡi 16 cm. Bản của nó rộng nào. Bản rộng nó được là khoảng 5,8 cm, 5,8 cm. Cái lưỡi nó cũng cực kỳ dày này. Cái này là rìu chuyên để bổ củi hoặc là chặt cây bổ củi đều được này các bác. Cái đầu trên thì nó có giống như đầu búa để mình vừa đóng vừa trần vừa đóng được này. Và cái cán đấy, cán cũng còn tương đối là chắc chắn. E46 cái này nó 200. Mà số tiếp theo E47 là một cái cây dao chặt lưỡi cong.
Cái này phần lưỡi bén của nó dài được 14,5, bản rộng là 5 cm và độ dày của cây dao nó là độ dày cây dao thì nó dày là 7,5 ly, 7,5 ly. Cái này lưỡi thì còn rất là đẹp nha các bạn, bề mặt còn nguyên lớp sơn mạ đấy, lưỡi cong, lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp, còn nguyên lớp sơn mạ hai mặt luôn. Và trên bề mặt lưỡi dao này thì cũng có chữ nhật đấy. Người ta dập ở gần sống dao đây, chữ nhật hơi nhỏ. Đó, phần cán đấy cũng còn tương đối là chắc chắn. E47 nó là 300, E47 300.000. Mã số tiếp theo E48 là cũng một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi được 16,5, bản rộng 4 cm và độ dày của nó là 4,5 ly. Cái này thì lưỡi thì mài vát một mặt. Đấy, bề mặt nó làm bằng thép thép trắng, thép không rỉ, thép không rỉ. Trên bề mặt lưỡi thì người ta dập chìm chữ nhật ấy. Hai mặt thì còn sáng bóng nha các bác. Đẹp. Cái này nó còn gần như mới, mới xài nước thôi các bác, cũng xài sơ xài nước. Cái cán còn mới tinh luôn này. Trên cán cũng có tem mác ạ. E48 nó là 350.000, E48 350.000. Mã số tiếp theo E49. E49 nó là một cái cây dao đi rừng đi phượt. Cây dao này chiều dài lưỡi được 20 cm. Bản của nó rộng là 3,3 cm. Và độ dày của lưỡi dao thì nó dày. Dày 4,5 ly, dày 4,5 ly. Cây dao này thì cán thì được làm bằng nhựa cứng này. Và trên lưỡi dao lưỡi làm bằng thép không rỉ. Lưỡi làm bằng thép không rỉ, trên lưỡi có một cái logo. Cái này logo nó có chữ bên trong này. Logo đấy ạ. Và mặt bên này thì người ta có dập chữ Retail Japan dập chìm ạ. Lưỡi của nó thì nó có hai phần lưỡi, một phần lưỡi răng cưa và một phần lưỡi bén. Và ở mũi của nó thì là mũi bằng nha các bạn. Cái mũi này chắc để mình có thể bẩy, người ta làm thiết kế nó hơi cong nhẹ để mình lại bẩy đồ được thì các bác. Đó, cái dao này nó là E49 350.000, E49 350.000. Con số tiếp theo E50. Nó là một cái cây dao sới đất, lưỡi cong, chiều dài lưỡi được 16 cm. Bản rộng của nó là khoảng 4,3 cm và độ dày của cây dao này thì nó dày khoảng 2,5 ly. Đấy, 2,5 ly. Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, còn rất là đẹp. Trên lưỡi dao người ta có dập chữ Snetel này, thép không rỉ. Đó. Dao sới đất lưỡi cong. Và cán thì cũng còn mới còn đẹp, trên cán thì còn nguyên tem mác ạ. Cái này E50 nó là 200.000. Mã số tiếp theo E51 là một cái cây dao lưỡi cong của hãng Kai. Cây dao này thì cái chiều dài lưỡi được 30 cm. Bản rộng là 3,8 cm và độ dày của lưỡi dao thì nó dày được là 3,2 ly, 3,5 ly ạ, dày tầm 3,5 ly. Cái này thì nó làm bằng thép nguyên khối không rỉ, nó của hãng là Kaikut ạ, Kaikut. Mặt bên này thì người ta cũng có dập chữ Japan của hãng Kaikut. Cái này thì nó làm bằng thép không rỉ nó, nhưng mà lưỡi rất là bén nhá. Này các bác có thể mua về, ví dụ như bác nào và chặt gà quay, vịt quay hoặc là vịt quay vịt luộc gì á, mua về chặt gà được ạ. Thép của nó rất là cứng luôn ạ. Cái này em đã test thử rồi, chặt không có mẻ đâu. Các bác hạ lưỡi nó thấp xuống xíu, hạ lưỡi dày dày xuống xíu là chặt thoải mái luôn, không có mẻ ra. Cán bằng cán nhựa, cán bằng cán nhựa xanh. E51 nó là 270. Mình có thể vừa băm thái hoặc là chặt được, chặt xương gà, những con gà vừa là được. E51 là 270. Mã số tiếp theo E52. Nó là một cái cây dao đi phượt. Cây dao đi phượt. Cái này thì có một cái bọc lưỡi dao bằng da này. Và nó có một cái chốt để chốt khóa dao thì nó được làm giống hình một cái bông hoa cúc. Và có quai để đeo này. Có quai để đeo hoa cúc, bông hoa cúc bằng đồng. Cái chốt cài làm bằng đồng ạ. Còn phần cây dao đây, cái phần lưỡi dao thì nó dài được là 13 cm, bản rộng là 2,5 cm và độ dày lưỡi dao thì nó dày được dày 3 ly ạ, dày 3 ly. Cây này thì nó làm bằng thép không rỉ và trên bề mặt thì người ta có dập cái vân
vân gì nhưng mà rất là đẹp nhé quá, hai mặt đều dập vân ạ. Và nó có ở hãng là Gerber, Made in USA, có một cái logo nữa, cán bằng cán gỗ. Cây này nó là E52 là 300 ngàn ạ, E52 300, E52 300. Mà số tiếp theo là E53, cũng một cây dao đi phượt size mili. Cái này thì nó cũng có bọc lưỡi dao bằng da, có chốt cài thì làm bằng đồng ạ, chốt cài bằng đồng, có quai đeo. Còn phần dao đây, cái dao này thì nó có tổng chiều dài cả cán nữa, nó dài được là 16 cm, 16 cm. Còn phần lưỡi dao thì lưỡi dài 7,5 cm, bản rộng được là 2 cm, và độ dày thì nó dày khoảng 2,5 ly, nó dày 2,5 ly ạ. Cái này lưỡi làm bằng thép không rỉ, và trên bề mặt nữa thì người ta có dập một cái logo hình giống hình ngôi nhà và có dập chữ nhật ạ. Cán xanh, cán màu xanh rất là đẹp luôn. Cây dao này thì các bác có thể mua về mang đi câu du lịch, mình cắt đồ ăn hoặc cắt dây câu hoặc là mình gọt trái cây cũng đều được nha các bác. E53 nó 170 ngàn. Mã số tiếp theo E54 là một cái cây dao gấp. Cây này nó có tổng chiều dài cả cán nữa được 17,5 cm. Cái phần lưỡi dao thì nó dài là 7,5, bản rộng là 1,5 cm, và độ dày là nó dày 2,5 ly ạ, dày 2,5 ly. Cái này lưỡi thép 3 lớp nha các bác. Đây các bác nhìn thấy cái vân thép ghép luôn ạ, 3 lớp thép. Đó. Lưỡi thì còn sáng còn đẹp, không rỉ sét gì hết. Trên bề mặt lưỡi thì người ta có dập chữ nhật ạ, và cán thì cũng được làm bằng cán thép. À, trên cán thì cũng có dập một dòng chữ nhật rất là đẹp luôn, cán cũng cũng còn đẹp, còn nguyên lớp sơn mạ luôn đấy ạ. Trên lưỡi cũng có dập chữ nhật, lưỡi thép 3 lớp cực kỳ sắc bén. E54 nó là 150 ngàn. Mã số tiếp theo E55 ạ. E55 nó cũng một cái cây dao gấp nhỏ. Cái này chiều dài được là 17 cm, cái phần lưỡi dao thì nó dài là khoảng 7,5 cm, bản rộng là 1,3 cm, độ dày của nó cũng dày tầm hơn 2 ly, khoảng 2,2 ly ạ, 2,2 ly. Cái này lưỡi thì cũng còn sáng còn đẹp, không rỉ sét gì hết ạ. Lưỡi cũng được làm 3 lớp thép, cán cũng của nó cũng làm bằng thép không rỉ, và trên cán mặt bên này thì có dập một cái logo, một hình một người đang cầm cái lá cờ hay sao ạ, cầm lá cờ. Còn bên này thì được dập chữ nhật hai mặt, trên cán đều dập chữ và dập logo hình người. Cái cây E55 này thì nó có giá là 120 ạ. Hôm nay thì em có lên được 55 mã hàng trên video giới thiệu với mọi người. Các bác theo dõi video thấy món đồ nào mà nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình, giá cả hợp lý thì ủng hộ giúp em nhé. Số điện thoại thì em có liên hệ thì em có ghi ở cái phần mô tả video ạ. Các bác cần gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại đó giúp em nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em xin chào tạm biệt các bác.